xôi rồi, mua ngay kem 45.000. 45.000 một cái kem nhỏ tí xíu. Đi bộ vòng vòng Hồ Hoàn Kiếm. Đoạn này là chỗ Tạ Hiện đi qua, chỗ đền nhà hàng Thủy Tạ. À, sao lại đây mua được rồi? Vứt rác ở đây nè. Với đây bán 15.000 thôi. Đối diện Bancony Prince Park. Bancony. Cái này bán kem mã nè. Kem 45.000. Đây, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái clip về mình đã bị ăn một cái kem bị chặt, tức quá. Bây giờ hướng dẫn các bạn không bị chặt giống như mình. Đó là mình mà cái đây là cái hướng hướng này là hướng bắc nha, này quay lên hướng bắc nè. Ở đây ví dụ như mình ở dưới đây là phía nam của Hồ Hoàn Kiếm, thì mình có đi dạo vòng vòng Hồ Hoàn Kiếm. Ở đây là các bạn đi sẽ gặp cầu Tuy Húc ở đây, và đi lên gặp ở đây là tháp Bút nè ha. Bạn đi vòng vòng đây. Phía trên này á, là các bạn đi thẳng lên. Ở đây có cái dòng xoay á, và dòng xoay và họ các bạn đi thẳng lên sẽ gặp cái phố Tạ Hiện. Ở đây là một cái nơi bán bia, các bạn có thể ghé đây đi ngồi ăn ốc, ăn các đồ nướng nè kia, rồi uống bia. Khu này nè, trong cái khu này nè thì rất là nhộn nhịp ở Tạ Hiện nè, các bạn thấy không? Đây thì nguyên khu này là đồ ăn đồ uống các thứ, bia bar các thứ, bạn có thể ghé đây chơi nha. Sau đó thì lúc đó mình có đi bộ vòng xuống đây, tức là mình đi đây 3 ngày thì mình đi một vòng, cứ đi một vòng nha. Thì mình đi tới đây nè, các bạn biết là ở bên này có một cái cà phê Thủy Tạ, đây quán nhà hàng Thủy Tạ nè các bạn. Ở bên này có một cái balcony, là lúc clip mình có quay lại ngay cái ngã ba này có một cái building, là chỗ này người ta mé bên kia đường người ta bán nước và bán các thứ. Thì đối diện nó nằm ngay chỗ khúc này nè, ngay trước cái nhà hàng Thủy Tạ nè. Các bạn đi từ cái hướng công viên này đi qua, đi từ hướng bên trái bên đi ngược theo hướng hồ, tức là đi thuận theo hướng hồ là từ bên tây nè, từ bên này là hướng đông, mình đi qua bên hướng tây nè, vòng qua nè. Đây là hướng bắc nam nè, này là nam nè, này trên đây này là bắc nè. Thì các bạn vừa qua công viên, qua dòng xoay thì các bạn đi một hồi, các bạn sẽ gặp một cái, ở chỗ này có một cái chỗ bán bánh trung thu. Lúc này mình đi ngay vào trung thu, bánh trung thu và bán đồ ăn vặt các thứ gì đó. Thì trước nó sẽ có một cái nơi bán kem, bán các thứ kem này kia, nhưng mà nó không để giá nha các bạn. Bây giờ dính này tự nhiên bị chụp chớp như vậy. Bây giờ mình set light lên nè. Nó thì nằm ở đây, tức là cái quán kem đó nó sẽ nằm ngay khúc này nè, ngay đoạn này nè. Tức là các bạn đi đường đi bộ ở đây đúng không? Là cái quán kem nằm ở khúc này nè, trước khi tới nhà hàng Thủy Tạ.
là các bạn sẽ thấy một cái nơi bán kem rồi mất thứ nhỏ, đồ ăn vặt này kia đó, nhưng mà không để giá phía trước cho bạn chọn đâu. Khi bạn lại hỏi á, nó sẽ nghe tiếng để các bạn nó tính tiền, nó sẽ nghe tiếng tính tiền. Ví dụ như bạn nói tiếng Bắc thì nó sẽ tính tiền đúng giá. Ví dụ như cái kem ốc quế 15.000 hay là các thứ khác 9.000 hay gì đó thì giá nó đúng chính xác. 20-30.000 cũng được nữa, nó chính xác. Nhưng mà mình ăn cái kem ốc quế nhỏ xíu à, nhỏ xíu mà bỏ rất là ít kem luôn à, hiểu không? Cái kem ốc quế là cái kem mà cái ở dưới có cái miếng bánh ở trong bỏ kem vô, thì nó bỏ vô một chút xíu vậy thôi. Rồi nó gọi nó là cái kem bằng nửa cái kem, bằng 1/3 cái kem của người ta đó. Bình thường mình ăn cái kem ở đây ở Sài Gòn, hoặc là mình ăn cái kem kế bên, cái quán kế bên đó, thì người ta lấy lên đầy cái kem luôn, đẩy lên bằng 3/3 cái kem của này luôn. Ví dụ ở đây là cái quán đó, rồi đối diện bên đó các bạn nhìn qua thì nó đối diện luôn là cái quán Bacconi, là bán nước, bán đồ, người ta ngồi hay bán nước ở đây nè, bán đồ ăn vặt, cũng là ngồi ngoài đường vậy đó, ngồi. Nhưng mà cái này là Bacconi ở đây, các bạn có thể coi trên clip. Rồi khi các bạn đi xuống một chút xíu nữa, sẽ qua được cái nhà hàng Thủy Tạ nha, qua nhà hàng Thủy Tạ và tới cái khu công viên, và dọc theo đi xuống là sẽ dọc theo hồ Gươm. Thì ở cuối vừa qua nhà hàng Thủy Tạ, ở đây là cái xuống cái đường này là sẽ tới được cái khu công viên. Ở trên này là cái nhà hàng Thủy Tạ này, đây nhà hàng Thủy Tạ nha, các bạn. Nó nằm ở đây đối diện là Bacconi. Rồi các bạn đi xuống một chút xíu sẽ ra ngay cái cổng cửa của nhà hàng Thủy Tạ, và đi một chút xíu nữa các bạn tới cuối đường vừa qua nhà hàng Thủy Tạ, sẽ chỗ này có một cái quán cà phê nhỏ. Cái quán cà phê này là cái gì, Waka hay là gì bạn, Safa gì đó. Nhưng mà trước khi tới quán đó thì ở đây sẽ có một nơi chuyên bán về kem nha, chỉ bán kem thôi, kem và đủ thứ loại kem, và rất là rẻ, là 15.000, giá chính xác là 15.000, là cái kem ốc quế mà đậy luôn, rất là ngon, đủ thứ mùi luôn, đủ thứ mùi vị, dừa rồi khoai môn rồi sầu riêng rồi. Nó để giá, người ta để giá cái bảng luôn, cái clip mình quay nó có, mình đứng đó mình ăn thì nó có bán luôn những cái kem mà đóng trong bọc sẵn, và người ta có một cái bảng giá để sẵn ở trên đó để người mua có thể thấy. Còn ở bên này á, mà nhân viên đây nhìn rất là vui vẻ, nói chuyện rất là, nói chung rất là hợp, nói chung là nói chuyện coi giống như là thân thiện á. Còn có con mẹ bán bên đây nè, bạn biết không, ngay chỗ này nè, là đối diện Bacconi nha, là mình bị chặt 45.000 á, là bạn không nói giá, mà nó nói mình lại hỏi mua cái kem ốc quế khoai môn á, thì bà giả bộ không nghe nữa, quay mặt chỗ khác nhìn khó ưa lắm, dạng như thèm bán vậy. Cái nó 15.000 mà nói giống như cho mình không muốn nghe, cho mình không nghe các bạn, thì nó cái mình móc 15.000. Lúc đó thì người ta mới quay ra, người ta làm thì cái móc, bạn biết là móc quế rất là nhanh, cái người bên trong người ta cầm móc quế, người ta múc cái kem bỏ vô thôi, thì mình móc 20.000 mình đưa. Bà nói, bà nói lại là 45.000. Ô mình nói, ô cái kem gì mà 45.000, thôi lỡ, nó lỡ rồi, mình thấy lỡ rồi, bị dính này, mà cũng móc trả, thấy không trả thì nó cũng kỳ, cho nên mình bỏ bụng mình đưa luôn. Thì cái mặt bà đó nhìn rất là khó ưa các bạn, các bạn nhớ nha, tránh chỗ này nha, thật sự tránh, đi qua bên đây ăn rất là ngon hơn, rất là ngon, có 15.000 một cái kem mà bành sảnh gặp ba cái kem kia luôn. Đó thì bạn có thể ghé đây, và kế bên này có quán cà phê cũng bán kem luôn các bạn, thì cũng y giá chỗ này luôn, hai cái bên này là bằng giá nhau luôn. Các bạn có thể ghé ăn, có 15.000 thôi, đã đủ thứ vị, bên này có sô-cô-la, bên này có dừa luôn, rồi quán cà phê luôn. Chỗ này các bạn ngồi ngắm, có mấy cái ghế ngồi, hoặc là cái ghế công viên ngồi, các bạn ngồi ngắm qua hồ Gươm ở đây luôn nè, sát bên luôn nè, hình đền Ngọc Sơn này không, hồ Gươm nằm chứ dưới này, các bạn ngồi ngắm qua đây cũng được luôn. Mà nhớ nha, tránh cái chỗ này ra nha, tránh cái chỗ này nè, mình nhắc lại là tránh chỗ này, đối diện Bacconi nè, đó các bạn nhớ nha. Đi qua này chỉ có duy nhất cái chỗ này, trước nhà hàng Thủy Tạ có duy nhất chỗ này thôi. Thì nó có bán ngay mùa trung thu, có bán bánh trung thu đồ các kiểu nữa. Bạn cần nhớ tránh nó ra nha, không mà dính đòn liền. Bạn nói tiếng Nam là dính đòn liền. Mình nghe rõ ràng 15.000 luôn á, nhưng mà khi mình nói lại bằng tiếng Nam thì bả lật lọng quất cái 45.000. Mà cái kem các bạn biết là cái kem
nhỏ xíu à, nó không bằng cái kem bên chỗ này đâu, là nó chặt chứ không phải. Nên mình tức mình làm cho các bạn để tránh nó ra bị với mình thôi. Thật ra nhiêu tiền nó không có quan trọng, không có nhiều chứ, nhưng mà cái thói quen gọi là cái gọi là cái khuôn vật đó nó không nên, không có nên, phải bỏ đi. Mình nghĩ là nên tẩy cái bà nội này ra đi, cái mặt khó ưa lắm các bạn. Mình ăn cái kem ngay chỗ chùa Trấn Quốc ở trên này có 7.000 một cây thôi ở trên này nè, mà người ta cái cô này rất là dễ thương. Ở đây nè các bạn, cái chùa Trấn Quốc ở đây đúng không, ở đây có một cái chùa Trấn Quốc đâu vậy, đây chùa Trấn Quốc nè, thì đối diện bên này bên đường bên đây á, cái đường ra nè có nơi bán kem luôn. Chỗ này trên này có nơi bán kem nè, ice cream, kem hồ tây nè, cái cô này bán rất là dễ thương, có 7.000 một cây thôi. Các bạn khi mà đi ngang thấy khỏe muốn ăn kem thì ghé đi ăn luôn, đủ thứ mùi, đủ thứ mùi luôn, 7.000 sô cô la 10.000 các bạn có thể ăn rồi.